Có những cái trường hợp mà khi chúng ta chụp hình như thế này, người mẫu chúng ta bị chìm vô cái background nhiều quá, kiểu như là nó không có được nổi ha. Thì ở trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta xử lý nha. Rồi, chào các bạn, mình là Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like, subscribe và nhấn nút đăng ký nha. Nhấn nút chuông bên cạnh nút đăng ký nữa để không bỏ lỡ video tiếp theo của mình. Rồi, như mình nói ở đoạn đầu video rồi đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta xử lý những cái bức hình mà người mẫu bị chìm vô cái background, chìm vô cái nền, là kiểu như người mẫu không được nổi lắm ha. Thì ở đây các bạn sẽ cần phải giúp mình phân biệt được hai trường hợp. Nó có hai cái kiểu bị chìm ha. Thứ nhất là chìm vào màu. Ha, thứ hai là chìm vào chi tiết. Và màu là như thế nào? Đây chính là cái demo mà mình đang cho các bạn coi đây. Mình đang sử dụng stock của Kian KK ha. Stock này chụp thì rất là đẹp. Nhưng mà khi mà mình đây đây là ảnh gốc này. Đó các bạn có thể thấy là đây là cái ví dụ về cái chuyện là cái màu của chúng ta, người mẫu bị chìm vô background, đó là chìm về cái hướng là chìm về phần về yếu tố màu sắc. Có nghĩa là cái phần background của chúng ta nó đang là màu đỏ. Người mẫu cũng mặc áo màu đỏ, thành ra là nó bị tông xịt tông quá đó và nó không có nổi người mẫu lên. Thì đây mình xin phép được blend màu lại chút ha. Sẽ có người nói là màu gốc đẹp hơn, nhưng mà thôi, ở trong video này không phải chủ đề đó. Thì đó, thì sau khi mình blend xong, mình thì thích nhẹ nhàng cho nên là mình đã làm cho ảnh bức nó nhẹ nhàng đi hơn một chút ha, người mẫu nhẹ nhàng thôi. Rồi thì các bạn có thể thấy là nó cũng khắc phục được tương đối một chút cái chuyện là bị chìm, người mẫu người ta bị chìm. Tuy nhiên vẫn không đủ ha. Thì đây đó, thì nhưng mà quay lại chút ha, đây là cái vấn đề là chúng ta bị chìm về phần màu sắc, có nghĩa là người mẫu mặc áo đỏ và background cũng màu đỏ kiểu như thế. Còn cái vấn đề thứ hai nữa đó là chìm về yếu tố chi tiết. Thì chi tiết có nghĩa là như thế nào? Thì có nghĩa ví dụ như là anh em cho người mẫu mặc áo sọc caro ấy, kiểu như caro, xong cái background lại là cái hàng rào kẽm gai B40 chẳng hạn như vậy. Thì các bạn sẽ thấy là nó cái nào nó cũng sọc 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 sọc, nó trùng trùng nhau. Thì sẽ có hai trường hợp đó ha. Và ở trường hợp thứ nhất mình sẽ dẫn các bạn đầu tiên ha, trường hợp thứ hai chút nữa. Rồi, cái cách để chúng ta xử lý như sau. Kể cả cách một hay cái trường hợp 1 hay là trường hợp 2, là cả về màu hay là về chi tiết, thì các bạn cũng sẽ phải làm bước này cho mình, đó là chúng ta sẽ phải tách nền người mẫu ra ha, để chúng ta xử lý cái background riêng. Người mẫu thì đây, thì mình sẽ sử dụng công cụ là Quick Selection. Đây, Quick Selection Tool, các bạn có thể click chuột phải ở đây, các bạn sẽ chọn được Quick Selection Tool nhé. Các bạn có thể click kéo chọn người mẫu đó, kiểu như thế ha. Còn ví dụ như là các bạn đang sử dụng phiên bản Photoshop 2021, 2022 giống mình, thì sẽ có cái Object Selection Tool này. Đó, mình chỉ cần click vô, đảm bảo có cái Object Finder đang có nha, và mình chỉ cần đưa chuột tới thôi, tự động nó sẽ chọn cho mình là đây là phần người mẫu này hả. Mình click vô ha. Rồi đây mình sẽ sử dụng Quick Selection Tool và mình chọn thêm ở phần bì thư này nữa thôi là xong. Đó là mình sẽ có phần người mẫu ha. Mình sẽ điều chỉnh cái phần vùng chọn người mẫu này lại một chút. Các bạn sẽ vào phần Select and Mask ngay phía trên này, khi các bạn đang sử dụng Quick Selection nha. Nó sẽ có cái Select and Mask ở đây này, click vô. Thì chúng ta sẽ vào cái mục gọi là để điều chỉnh cái phần chọn vùng ha, điều chỉnh phần chọn vùng. Thì mình sẽ chọn Overlay cũng được, và On White cho nó dễ ha. Smooth mình tăng lên chút, Feather mình tăng lên khoảng 0 chấm mấy, ít thôi, đừng nhiều quá. Contrast tăng nhiều tí ha. Bật cái để contaminate color để nó khử cái màu viền ở xung quanh. Và đây thì mình chỉ việc click công cụ thứ hai ở phía bên 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 tay trái màn hình này, thì mình sẽ chọn công cụ thứ hai trên xuống và mình bôi vào phần tóc để chúng ta lấy được lấy lại cái chi tiết tóc ha. Rồi, với những cái trường hợp mà lấy lại cảnh nền này nó khó quá thì anh em có thể sử dụng pen tool cũng được, hoặc là sử dụng polygonal lasso tool cũng được, tùy anh em dùng bất kỳ công cụ nào để các bạn chọn vùng hoặc là tách nền được, anh em quen tay nhất thì các bạn chọn, không sao cả, không quan trọng lắm ha, miễn sao tách nền được cho mình thôi. Và chúng ta chọn ok. Đó thì đây thì mình đã có một cái layer, mình sẽ bật cái layer này lên ha. Đây mình đã có một cái layer để chúng ta tách nền ra được rồi, đây mình sẽ tắt đi. Đó, các bạn sẽ thấy là chúng ta đã tách nền người mẫu ra rồi ha. Đừng quan trọng quá cái chuyện phải tách nền chính xác, bởi vì mình chỉ cần đơn giản là mình lấy được người mẫu ra thôi ha. Nó có thể hơi bị thừa viền một tí, hoặc là hơi gọi là căm, nó bị hơi găm găm tí, chẳng sao cả ha. Các bạn có thể click vào cái layer mask này,
và vào Windows chọn cái property ha, để các bạn tăng cái feeder này lên tí để cho nó mềm cái vùng biên. Như đây mình chọn chính xác rồi thì mình không cần phải làm mềm kiểu thế. Nếu như các bạn cảm thấy cái viền nó bị răng cưa thì các bạn có thể tăng cái feeder nó lên ha, tăng ở trong cái property này ha, các bạn có thể tăng feeder lên. Rồi, sau khi các bạn chọn xong rồi, mình sẽ tạo một cái folder mới đây, tạo một cái group ha, tạo một cái group ngay phía dưới này, click vào tạo cái group ha, thì mình đang có cái group đây. Thì bây giờ mình sẽ đảo ngược vùng chọn lại, bởi vì hồi nãy mình đã chọn là chọn người mẫu, nhưng mà vấn đề là mình muốn chỉnh cái background ha, chỉnh background, cho nên là mình sẽ tạo cái group riêng ha, và mình sẽ giữ phím internet, mình click vào cái layer mask của cái chọn người mẫu này, mình đưa lên, đưa vào trong cái group. Trong cái quá trình kéo đó các bạn phải giữ phím internet nhé. Thì chúng ta sẽ copy cái layer mask đó qua cho cái group này luôn ha. Và ở cái group này chúng ta sẽ nhấn Ctrl Y ngắn ha, Ctrl Y ngắn để nó đảo ngược lại. Và đây thì mình sẽ đặt tên này là xử lý background. Đó. Rồi, cái layer xử lý background này mình sẽ để ở ngay phía dưới cái layer người ha. Đây là layer người này. Xử lý background ha. Rồi, ở đây mình sẽ chọn vào cái group background này thì mình sẽ tiến hành xử lý ha. Đối với cái vấn đề là bị người mẫu bị chìm vào nền bởi vì chìm về phần màu sắc á, thì chúng ta sẽ có hai hướng ha, sẽ có hai hướng. Đầu tiên á, chúng ta sẽ xử lý cái phần màu sắc, có nghĩa là chúng ta sẽ tăng giảm cái màu cho cái giảm cái background nó chìm bớt đi, hoặc là tăng cái màu của người mẫu lên ha. Còn cái cách thứ hai là chúng ta sẽ tăng giảm contrast, tăng giảm về ánh sáng ha. Rồi, cái cách đầu tiên là mình sẽ xử lý bằng màu sắc trước đi. Thì các bạn có thể chọn Vibrant đây, chọn Vibrant ha. Và khi các bạn có thể thấy là khi mình click chọn vào cái folder, cái group xử lý background này, thì tự động cái Vibrant nó sẽ nằm ở trong cái group background đó ha, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng ở ngoài. Và mình được một cái như này, có nghĩa là khi chúng ta tạo cái group như này á, thì các bạn có thể tạo bất kỳ một cái adjustment layer nào ở trong này, và nó chỉ áp dụng duy nhất là ở background thôi. Các bạn không cần phải copy cái layer mask này cho tất cả những cái adjustment layer nếu có ha. Rồi, cái mẹo nhỏ nhỏ thôi, các bạn đừng để ý tới nếu các bạn không quan tâm lắm. Quay trở lại vấn đề chính là bây giờ mình sẽ sự thao tác là chúng ta làm đơn giản thôi, là tăng giảm Vibrant hoặc là giảm saturation tùy ý ha. Ở trường hợp này thì mình có thể nghĩ là mình giảm cái Vibrant xuống một chút ha. Còn người mẫu đây mình thay vì nếu như các bạn cảm thấy giảm Vibrant mà nó chưa phù hợp lắm, hoặc là chưa được ưng ý lắm, thì các bạn đừng giảm Vibrant quá nhiều, mà chúng ta có thể giảm Vibrant vừa đủ và chúng ta sẽ tăng Vibrant của cái người mẫu này lên ha. Đây cũng chọn Vibrant. Và ở trong người mẫu thì các bạn nhớ click chuột phải và chọn là Create Clipping Mask. Đây, Create Clipping Mask để nó chỉ ảnh hưởng tới người mẫu ha, để cái Vibrant ở trên cùng này nó chỉ ảnh hưởng tới người mẫu. Và đây mình sẽ tăng Vibrant của người mẫu lên. Đó thì các bạn sẽ thấy cái sự chênh lệch ha. Đây mình sẽ tạo một cái trước sau cho các bạn dễ hình dung. Đây là trước sau này ha, và đây là trước này. Rồi. Trước đó. Sao ha, thì có thể thấy là khi chúng ta làm như này đó, background nó sẽ bị nhạt xuống một chút ha, và người mẫu sẽ nổi lên, còn không thì nó sẽ bị chìm như này ha. Các bạn có thể tăng giảm nhiều hơn để các bạn hình dung được cái sự thay đổi ha. Thì đó là cái cách thứ nhất, là chúng ta có thể thay đổi cái Vibrant Saturation để cho cái phần màu sắc ở cái phần background đó nó không bị nổi quá ha. Còn cái cách thứ hai là các bạn có thể xử lý về cái contrast, về ánh sáng. Các bạn có thể dùng hai cách. Một á, là các bạn sẽ sử dụng cái adjustment layer là brightness contrast ha, đây chọn ở đây ha, chúng ta có thể giảm ánh sáng xuống đó, các bạn có thể giảm xuống này đó, các bạn sẽ thấy là cái phần người mẫu ta nổi lên ha. Nhưng mà mình nói rồi đó, giảm gì thì giảm, đừng giảm nhiều quá, giảm ít thôi ha, giảm ít thôi. Người mẫu nổi thì cũng nổi vừa thôi, chúng ta không cần 3D tầm này ha, các bạn chỉ cần giảm ít thôi. Và contrast các bạn có thể giảm nhẹ xuống thêm một chút nữa để cho nó gọi là có tí bổ sung vô ha. Và đây là trước sau, trước sau, các bạn sẽ thấy là người mẫu ông ta nổi lên hơn khá là nhiều so với lại cái ảnh gốc ha. Đây là trước này, không phải ảnh gốc mà ảnh khi chưa xử lý ha, khi chưa xử lý đó. Đây là sau này, trước sau ha. Rồi thì ảnh người mẫu ông ta sẽ nổi lên ha. Thì đó, các bạn có thể thấy là chúng ta có thể xử lý double, nhân đôi thêm, thay vì giảm tối background nhiều quá, kiểu anh em cảm thấy giảm sáng như vậy là nhiều quá, thì chúng ta giảm bớt lại, sau đó tăng sáng người mẫu lên cũng được thôi hả. Rồi thì đó là cho cái xử lý cho trường hợp thứ nhất, đó là về cái phần là người mẫu bị chìm về
về cái lý do là bởi vì chìm về màu sắc ha. Còn cái thứ hai nữa đó là về cái gọi là bị trùng về cái chi tiết ha, thì chúng ta sẽ nhân đôi cái layer background lên ha. Ở trường hợp ví dụ như là không có layer background này đi đó, thì đây là layer background, các bạn sẽ nhân đôi lên bằng cách bấm phím Ctrl J. Phím J là phím nằm giữa phím H và phím K đó ha. Ctrl J lên, sau đó bạn sẽ kéo cái layer này vào trong cái group xử lý background ha. Và ở đây thì mình sẽ vào trong menu Filter, chọn Blur, chọn Gaussian Blur ha, và chúng ta sẽ tăng cái blur này lên, tăng blur lên, nhưng mà tăng vừa thôi. Như mình nói đấy đó, xử lý background ở trường hợp này chúng ta xử lý vừa thôi, đừng xử lý nhiều quá, blur nhiều quá nhìn nó buồn cười lắm. Như ở đây mình đang sử dụng tới 4.2 thôi, mình cảm thấy ok ha. Đây là trước ha, trước sau, trước sau, rất ít thôi nhưng mà người mẫu có nổi ha, đơn giản như vậy thôi. Theo mình á, nếu như các bạn muốn gọi là cho cái ảnh của ta nó tự nhiên nhất có thể á, là các bạn chỉnh ít thôi và chúng ta giữ lại cái phần tự nhiên. Đơn giản chúng ta không muốn người mẫu bị chìm quá thôi ha, còn chuyện nó xử lý gọi là khắc phục được thì đây gọi là khắc phục thôi ha, các bạn không cần phải kéo nhiều quá. Nếu trường hợp chúng ta tăng giảm như này và các bạn cảm thấy ở cái background nó ok thì tốt, còn không thì các bạn cũng đừng cố quá làm gì ha. Chúng ta có thể rút kinh nghiệm và lần sau chúng ta chụp sao cho nó đỡ bị chìm ha. Nhưng mà trong video này thì đó là toàn bộ cái cách để chúng ta có thể những cái hướng hay những hướng làm để chúng ta có thể xử lý được cái chuyện là nếu lỡ chụp người mẫu bị chìm vô cho background nhiều quá, chìm vô nền nhiều quá thì làm sao để cho người mẫu chúng ta nổi lên ha. Rồi thì đó là toàn bộ video, hy vọng là các bạn thu nhặt được những cái kiến thức ở trong video này. Nếu như còn thắc mắc hãy comment phía dưới cho mình biết nhé, và cũng đừng quên bình luận cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Ở phía dưới này mình có những cái video khác ha, và các bạn có thể click vô để tham khảo. Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Mình có những cái preset lên màu này, những khóa học ở trên website store.hoangphucphoto.com. Hãy lên đó để tham khảo nhé. Bye bye.